cái kia đi đường. Mình đi sát quá. Yeah. Sát quá, nó sát lại nhiều người vào đấy ở nhỉ. Trời muộn nhiệt rồi chứ. Ở ở đây này còn đèn như thế này. À tức là hai cái nhà lấn chiếm của đèn. Sau này bỏ đi mua đấy. Nó sẽ đòi lại được. Giấy tờ đầy đủ mà. Mua sẽ mua. Giấy tờ đầy đủ chứ nó này. Nhưng mà khổ cái này người ta đang bán phải bún ngon lành lắm. Thế à? Vâng. Thế nên là kiếm chỗ kiếm sống này. Khó khăn mà đi.